Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 9 tháng 8, 34.265 thí sinh của Thanh Hóa đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt tỷ lệ 99,67%. Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Toán. Công tác đảm bảo an toàn tại các điểm thi được siết chặt. Tại các điểm thi của thành phố Thanh Hóa, tất cả thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực thi. Đa số phụ huynh đưa con em đi thi thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Tâm trạng là rất là lo là bởi vì năm nay là cũng có cái dịch nó nó rất là phức tạp. Nhưng mà theo biện pháp của nhà nước thì phòng chống dịch rất là tốt, phụ huynh rất là yên tâm. Các bậc phụ huynh cũng nghiêm túc là đeo khẩu trang trong mùa dịch để mà thứ hai nữa cũng là giãn cách khoảng cách tốt để mà phòng dịch tốt. Trong ngày thi đầu tiên, tỉnh Thanh Hóa có 30 cán bộ coi thi được điều động thay thế số cán bộ coi thi thuộc diện cách ly y tế và lý do đột xuất. Tại các huyện Hoàng Hóa, Quảng Sương, Ngọc Lặc, 6 thí sinh có các biểu hiện ho sốt hoặc thuộc diện cách ly dự thi tại các phòng thi riêng. Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế. Với việc xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19 lên mức độ nghiêm ngặt hơn do nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với ngành y tế và các đơn vị có liên quan, lực lượng công an Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai ngay việc ra soát lại các địa bàn dân cư, siết chặt công tác quản lý tạm trú tạm vắng, với mục tiêu cao nhất là không bỏ sót, bỏ lọt người có nguy cơ mang mầm bệnh. Ngay khi có thông tin về bệnh nhân 748, công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ vừa trực chốt phong tỏa và cách ly khu vực dân cư có nguy cơ lây nhiễm, vừa phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế, chia làm 6 tổ công tác, xác định bản đồ dân cư, khoanh vùng truy vết người có khả năng là F1, F2. Thế chúng tôi xác định công tác phòng dịch đã đặt hàng đầu. Chúng tôi huy động tối đa cán bộ chiến sĩ công an và tham gia công tác giả soát những đối tượng những người đã tiếp xúc với bệnh nhân tức là f0 từ giả soát các f1 f2 và đồng thời là chúng tôi cử cán bộ chiến sĩ đến các khu phố trọng điểm để giả soát những người mà đi từ vùng vùng dịch trở về tại thành phố thanh hóa lực lượng công an đã thực hiện nghiêm lệnh đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người giả soát 3.313 người từ vùng dịch trong nước 277 người từ nước ngoài về địa bàn qua đó không phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép. Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc nâng cao ý thức người dân trong công tác đăng ký tạm trú tạm vắng là việc làm cần thiết, tạo thuận lợi trong việc khoanh vùng cách ly nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, ổn định đời sống xã hội. Vừa chống dịch, vừa giữ vững đà tăng trưởng Hiện nay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thanh Hóa đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chủ động ra soát, hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng, tổ chức tín dụng xây dựng phương án kinh doanh trong tình hình dịch mới, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch tại các quầy giao dịch trực tiếp với khách hàng căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến khách hàng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều chỉnh giảm lãi suất cho khách hàng với mức giảm từ 0,2 đến 1%, đảm bảo thông suốt các hoạt động ngân hàng trực tuyến các cây ATM. Ngân hàng nhà nước khuyến cáo các cái cán bộ nhân viên tránh tập trung đông người, chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng tăng cường cái thanh toán online, thanh toán chuyển tiền điện tử tiếp tục đồng hành cùng khách hàng để mà cho vay theo cái lãi suất mới, lãi suất thấp ưu đãi cho các doanh nghiệp trong cái thời kỳ khôi phục sản xuất. Theo số liệu thống kê, đến nay số dư nợ của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thanh Hóa là trên 16.520 tỷ đồng. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi cho gần 1.500 khách hàng với tổng dư nợ trên 2.850 tỷ đồng. Năm 2020, tình hình thời tiết được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan. Do vậy, Việc chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ rất cần được các ban ngành địa phương thực hiện tốt. Trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2020, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai đối với tất cả các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Thông qua giả soát kiểm tra công trình đê điều hồ đập trước mùa mưa bão. Các địa phương đã xây dựng phương án trọng điểm đê điều, hồ đập sung yếu, đồng thời có phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư để đảm bảo chủ động xử lý sơ đầu nếu xảy ra sự cố. Hiện nay là các cái địa phương đã chủ động trong cái việc chuẩn bị cái điều kiện về thực hiện cái phương phòng chống lụt bão theo cái phương châm bốn ở chỗ. Đối với lại các cái công trình mà sự cố năm 2000 19, 18 ấy, được xử lý cấp bách ấy. thì đến nay là đã được tu bổ nâng cấp và cơ bản là có thể đáp ứng được cái điều kiện vượt lũ trong cái năm 2020. Với đặc thù địa bàn rộng, địa hình đa dạng, phức tạp, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai. Việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ sẽ giúp công tác ứng phó được chủ động và hiệu quả hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin về an ninh trật tự xảy ra trong tỉnh. Công an huyện Như Xuân vừa phá chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức chơi game đổi tiền thưởng trực tuyến với số tiền giao dịch hàng tháng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Trước đó qua công tác trinh sát, công an huyện Như Xuân phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng đánh bạc qua các ứng dụng game như Sindo, Club, Kim Club, Go 86. Ngày 4 tháng 8, công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm Văn Huy Trương, Nguyễn Đình Tuấn cùng ở huyện Đông Sơn, Lê Anh Tuấn, Lê Anh Bảo chú tại huyện Như Xuân, Lê Thị Linh, Phạm Văn Hùng, Lê Văn Tùng cùng chú tại huyện Quảng Sương và Ngô Sĩ Tuấn chú tại thành phố Thanh Hóa. Thủ giữ tại nơi hoạt động của các đối tượng 35 tài khoản ngân hàng, 34 điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và các tăng vật khác có liên quan. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng qua 6 đại lý game để thu hút con bạc tham gia. Mỗi tháng lượng tiền đánh bạc qua các đại lý hơn 10 tỷ đồng. Hiện công an huyện Như Xuân đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Mới đây tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, lợi dụng đêm khuya khi chủ nhà đang ngủ say, đối tượng Phạm Văn Hải sinh năm 1989 ở xã Định Thành, huyện Yên Định đã đột nhập vào trong lán trong ca công trình của gia đình anh NVT lấy trộm một máy tính laptop Acer trị giá 25 triệu đồng. Khi Phạm Văn Hải đang nổ xe máy để tàu thoát, thì anh NVT phát hiện hô hoán. Cùng lúc đó, tổ công tác của công an huyện Thiệu Hóa và công an xã Thiệu Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã nhanh chóng phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hải. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 8 tháng 8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang ông Phan Tấn Dũng, trú tại huyện Tân Biên, đang trôn lấp rác thải y tế ở khu đất thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện có khoảng 100 bao rác thải y tế, trong đó 15 bao đã được trôn lấp dưới lòng suối Vũng Châu. Tại cơ quan công an, bước đầu ông Thành khai số rác thải trên là của ông Nguyễn Văn Hải, 43 tuổi, trú tại phường Hiệp Đinh, thành phố Tây Ninh, trở đến tập kết tại khu đất. Mới đây, tại khu vực cột mốc 147 trên 6 thuộc ấp Hòa Hợp, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cách đường biên giới khoảng 100 mét, tổ công tác thuộc chốt số 2 phòng chống dịch COVID-19, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã phát hiện một nhóm người đang di chuyển từ phía Campuchia vào Việt Nam theo đường mòn. Khi tổ công tác tiến hành biện pháp ngăn chặn, các đối tượng đã tháo chạy về hướng Campuchia, vứt lại các túi ni lông màu đen bên trong chứa 48 hộp pháo nổ mang nhãn hiệu của nước ngoài đơn vị tiến hành lập biên bản thu giữ và xử lý tăng vật theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tăng hai vụ khai thác vàng trái phép trong đêm tại khu vực đồi Mòng Còng, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Bắt giữ 5 đối tượng đều trú tại huyện Kỳ Anh. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đều không xuất trình được loại giấy tờ nào liên quan đến việc khai thác vàng. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều máy móc chuyên dụng dùng để khai thác và đãi vàng gồm một máy nghiền, một máy thổ khí, một máy phát điện và một máy tời dùng để vận chuyển vật liệu từ điểm khai thác đến máy nghiền. Mới đây, tại vùng biển cách côn đảo 28 hải lý về phía Nam, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện tàu TG 39379TS có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang chở khoảng 100.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 đã lập biên bản vi phạm đối với thuyền trưởng và dẫn giải tàu về Hải đội 33 thuộc vùng Cảnh sát Biển 3 đóng tại côn đảo để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng. 0888 25 36 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!